Theo bản đồ phương hướng kết cấu hạ tầng giao thông thành phố Hải Phòng trong hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Dế dự kiến được quy hoạch cạnh nút giao quốc lộ 10, đường Nguyễn Trường Tộ thuộc địa bàn huyện An Dương. Cụ thể, đây là cây cầu trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ kéo dài qua nút giao với quốc lộ 10, đi qua khu công nghiệp An Dương và nối sang tỉnh Hải Dương. Theo bản đồ nêu trên, cây cầu thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương, tiếp giáp với nút giao đường Nguyễn Trường Tộ, quốc lộ 10 trên đường vào khu công nghiệp An Dương. Theo dự kiến quy hoạch, cây cầu và đường dẫn đi qua xã Bắc Sơn, Hồng Phong và chạy dọc khu công nghiệp An Dương, song song với đường 208. Về cơ bản, cây cầu này không đi qua nhà dân, đường dẫn có thể đi qua một số nhà xưởng thuộc địa bàn xã Bắc Sơn. Đây là cầu vượt sông Dế rất gần với cầu hiện hữu từ quốc lộ 10 vào khu công nghiệp An Dương và cầu vượt sông Dế trên quốc lộ 10 và đường Nguyễn Trường Tộ. Tuyến đường dẫn theo dự kiến quy hoạch đi qua khoảng giữa khu công nghiệp An Dương và khu dân cư xã Hồng Phong. Tuyến đường kết nối chủ yếu đi qua xã Hồng Phong, chạy dọc khu công nghiệp An Dương, không có giao cắt với đường 208. Đây là tuyến đường đi qua xã Hồng Phong, An Hòa và vượt sông sang địa bàn tỉnh Hải Dương. Với dự kiến quy hoạch nêu trên, khu vực nút giao quốc lộ 10, Nguyễn Trường Tộ trong tương lai sẽ thành ngã năm và tạo thêm kết nối với khu công nghiệp An Dương.